Mercedes AMG S63 và S65 2018, tăng tốc như siêu xe. Các phiên bản hiệu suất cao của dòng S-Class 2018 thể hiện sức mạnh đáng nể với khả năng tăng tốc không 100 km/h trong khoảng 4 giây trở xuống, không tê. Đùa gì siêu xe thực thụ? Ở lần ra mắt này, Mercedes-Benz đưa ra hàng loạt cải tiến thú vị dành cho cặp đôi AMG S63 và AMG S65 2018. Trong đó, đáng chú ý là AMG S63 tuy chỉ dùng động cơ V8 nhưng lại mạnh mẽ và lanh lẹ hơn hẳn đàn anh AMG S65 với động cơ V12, ít nhất là trên giấy tờ. Cụ thể, AMG S63 2018 dùng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như bản S560 2018 thông thường, như dây được điều chỉnh để tạo công suất tối đa 612 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 N/m nhờ kết hợp với một số tự động 9 cấp AMG Sportmaster và hệ dẫn động 4 Matic. AMG S63 2018 có thể tăng tốc hơn 100 km/h chỉ trong vòng 3,4 giây. Đối với AMG S65 2018, mẫu xe này trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 630 mã lực và mô men xoắn cực đại 1000 N/m. Tuy nhiên, Mercedes AMG S65 2018 chỉ vận hành bằng hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động AMG Sport 7W trộn bình của lớp 7 cấp nên thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 4,3 giây. Giữa hai phiên bản này có nhiều khác biệt về thiết kế. Lưới tản nhiệt AMG S63 dạng 3 thanh kép nằm ngang và một thanh dọc tương tự phiên bản đường, trong khi ở AMG S65 là những thanh dọc mạng dùng ở bên dưới, giống với cách sắp xếp ở bảng. Mũi mặt cao cấp, pin vui cản trước, sau, kích thước mâm và kiểu ống xả cũng khác nhau. Chúng chỉ có chung đèn pha full LED.